tôi đang đứng ở cột mốc 18, biên giới Việt Trung. Đây là thượng nguồn của con sông Đà chảy vào đất Việt. Phía bên kia là cột mốc của Trung Quốc. Phong cảnh ở đây thì rất đẹp và hết sức kỳ vĩ. Phía bên kia là cầu treo để đi sang mốc 17. Bên kia là nước bạn rồi.